cả nhà. Hôm nay là Vân đang ở Galanay, New Skin Galanay ở vùng Tampa, Florida. We đang get ready for a fun night. Tối nay là một cái đêm mà thật là vui luôn anh chị ha. So chuẩn bị cho cái gala. Thì bây giờ Vân sẽ walk anh chị vô hội trường ở trong để mình coi what's going on ha. Ok, so hold on. Phía ngoài. Giờ đây là gala night đó, có thể để cho mọi người chụp hình. MC Khoi. Yes. Look who's here. Yes. Guess who's here? Oh my god, big surprise, right? Em không biết gì hay là chị Heli có học luôn nha. Em biết trốn đi phải không? Lại mình lại mình. Okay, I'm Peter. Okay, so get in. Vâng sẽ update information sau cho mấy chị ha. Okay, we'll see you later.